Dạ chào kênh LTK, dạ chào tất cả cô chú anh chị em trên mọi miền Tổ quốc. Dạ em tên Thoại, em ở cái sách Sóc Trăng. Dạ số điện thoại lưu của em là 0347 382874. Dạ hôm nay là em có 17 phôi lê kê ma nghe cô chú anh chị. Và dạ, hai cây, một cây mai vàng, một cây mai tứ quý và ba cây ngâu nghe cô chú anh chị. Rồi, cũng cảm ơn thời gian qua cô chú anh chị đã ủng hộ em ạ. À. Hôm nay em có lên clip nữa, mong cô chú anh chị ủng hộ em. Rồi, để không làm mất thời gian cô chú thì đầu tiên em xin vào cây phôi lê kê ma trứng gà, cây số 1 của cô chú anh chị. Dạ chiều cao của nó là 40, cành phóng của nó là 50, dạ hoành của nó là 67 của chú anh chị, hoành một thân của nó là 57, đường kính bầu của nó là 70. Đó, để rất là đẹp của chú anh chị, em xem dòng của chú anh chị mình xem cho rõ. Đó, để cây dáng rất là đẹp người của chú anh chị, cái này mà thành phẩm mình ra chi vô dây rất là đẹp luôn của chú anh chị ơi. Dáng này giống con thú với em. Dạ dáng thú rất là đẹp của chú anh chị. Rồi cây số 1 này em xin giao lưu với giá là 2.400.000. Cây số 1 em xin giao lưu giá là 2.400.000. Rồi đổi cây. Em tên Thoại, mở cái sách Sóc Trăng. Số điện thoại lưu của em là 0347 382874. Em có 17 phôi lê kê ma nghe cô chú anh chị. Ba. Dạ em bao ship toàn quốc. Dạ em có 3 cây ngâu. Dạ. Dạ em quay nhà âm thanh ánh sáng có gì sơ xuất cô chú góp ý đi, lần sau em chỉnh sửa cô chú anh chị. Đó, cây dáng bài rất là đẹp mọi người cô chú anh chị. Dạ chiều bay của nó là 95 cô chú anh chị. Chiều bay nó là 95. Dạ cái hoành của nó là 45. Cái mình của nó là 40 cô chú anh chị. Dáng bài rất là đẹp mọi người cô chú anh chị. Đó, lô này lê kê ma này dáng thế đẹp không nghe cô chú anh chị. Đó. Cây rất là mạnh cây luôn nghe cô chú anh chị. Đó. Đó. Đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Xem vòng cho cô chú mình xem ra sao. Đó, đế nè, anh quay đế cho chú xem em. Đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, bầu bì em làm ok cho cô chú anh chị luôn. Rồi, cây số 2 này em xin giao lưu giá là 2.600.000. Cây số 2 này em xin giao lưu giá là 2.600.000. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo là cây số 3. Rồi. Cây số 3 của chú anh chị. Rồi, cũng là một cây dáng bay nữa của chú anh chị. Em xin cho chiều bay của nó. Dạ chiều bay của nó là 1m. Dạ hoành em đo tại trí này là 44 của chú anh chị. Hoành nó là 44. Cái đường kính bầu của nó là 55. Rồi, cây dáng bay rất là đẹp của chú anh chị. Nó lên mắt mầm này của chú anh chị. Cây bứng bầu rất là lớn nữa cô chú anh chị, mình yên tâm về cái sự sống. Lê kê ma trứng gà trái rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây dáng bay rất là đẹp luôn. Rồi cây số 3 này em xin giao lưu giá là 2.300.000. Cây số 3 em xin giao lưu giá là 2.300.000. Em bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Rồi, tiếp theo là cây số 4. Đó. Cây này cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, dáng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi em xin đo chiều bay của nó. Dạ chiều bay của nó là 75. Dạ hoành của nó là 45 luôn chú anh chị. Hoành nó là 45. Dạ đường kính bầu của nó là 50. Đó, một cây dáng bay nữa rất là đẹp luôn chú anh chị. Đó, mấy cây này mình có hầu cá đâu trồng ra nên nó ra trái cũng rất là đẹp luôn chú anh chị. Đây dáng bay. Có cành chắc của chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn chú anh chị. Dòng lê kê ma trứng gà này là siêu trái luôn chú anh chị. Về nhanh có trái lắm. Rồi cây số 4 em xin giao lưu giá là 2 triệu. Cây số 4 em xin giao lưu giá là 2 triệu. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo là cây số 5. À, cũng là một cây dáng bay này của chú anh chị. Rồi chiều bay của nó. Dạ chiều bay của nó là 90. Chiều bay của nó là 90. Hoành của nó tại trí này là 42. Hoành nó tại vị trí này là 51 của chú anh chị. Dạ đường kính bầu nó là 50. Đó, em xem dòng của chú anh chị mình xem tham khảo. Đó, cây cũng dáng bài rất là đẹp luôn chú anh chị. Đế nguyên một bạch đế luôn này của chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn, cây mập cây đích. Dáng bài nữa của chú anh chị. Rồi cây số 5 này em xin giao lưu giá là 2 triệu. Cây số 5 này em xin giao lưu giá là 2 triệu. Em bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Em có 17 phôi lê kê ma lớn nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Đó, đủ dáng thế.
Rồi, và tiếp theo là cây số 6. Cây trực dòng chữ C nha cô chú anh chị. Rồi em đo cái cành trực của nó. Và cành trực nó là 55. Và dòng chữ C nó là 70 cô chú anh chị. Và hoành của nó là 45. Hoành nó là 45. Và đường kính bầu nó là 60. À, cây cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, quay dòng chữ C cho cô chú xem giùm em. Đó, dòng chữ C này. Cây rất là nâng, cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Trực dòng chữ C. Đó, cốt cành. Cây này lên chậu dễ thương lắm cô chú anh chị. Ở ngoài nhìn rất là đẹp cô chú anh chị. Trồng cây mai trứng gà này là siêu trái của chú anh chị. Rồi cây số 6 này em xin vô lưu giá là 2 triệu. Cây số 6 em xin vô lưu giá là 2 triệu. Số điện thoại lưu của em là 0347 382874. Và em tên thoại mở cái sách Sóc Trăng. Và tiếp theo là cây số 7. Cũng là cây bài có chi hồi nha cô chú anh chị. Rồi chiều bài của nó. Và chiều bài của nó là 70. Trực của nó là 30. Và hoành của nó là 52. Và đường kính bầu nó là 55 cô chú anh chị. Đó, cây này ở ngoài nhìn cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Bài ngắn có chi hồi về cô chú anh chị. Đó, đây, này ra chi mình bẻ dây ra rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi, cây số 7 em xin vô lưu giá là 2 triệu. Cây số 7 em xin vô lưu giá là 2 triệu. Sáng trời chuyển mưa sớm rồi cô chú anh chị. Rồi, em xin đo chiều bay của nó nè, cây số 8 của chú anh chị. Dạ, chiều bay của nó là 1 mét. Dạ, hoành của nó là 45 của chú anh chị. Hoành nó tại chí này là 45. Dạ, đường kính bầu nó là 50. Đó, cũng là một cây bay nè cô chú anh chị. Đó, này dáng bay đủ loại cho cô chú anh chị mình lựa chọn. Đó, cây bay rất là nâng cây luôn nha cô chú anh chị. Bài rất là đẹp luôn của chú anh chị. Đây. Rồi cây số 8 em xin vô lưu giá là 1.900.000. Cây số 8 em xin vô lưu giá là 1.900.000. Cây số 8 xin vô lưu giá là 1.900.000. Dạ, số điện thoại vô lưu của em là 0347 382874. Dạ, em tên thoại mở cái sách Sóc Trăng. Rồi tiếp theo là cây số 9 của chú anh chị. Cũng là một cây bay nữa của chú anh chị. Lô này gì? Dán bay dán, đủ dán thế đẹp luôn của chú anh chị. Rồi dạ, chiều bay của nó là 1 mét của chú anh chị. Dạ, hoành của nó tại vị trí này là 40. Hoành nó là 40. Dạ, đường kính bầu nó là 55. Đó, cây dáng bay nè cô chú anh chị. Cây này mình có hồ cá, mình trồng cái hồ cá nó ra trái rất là đẹp nè cô chú anh chị. Đó, đây, dáng bay rất là đẹp nè cô chú anh chị. Rồi, cây số 9 em xin vô lưu giá là 1.500.000. Cây số 9 em xin vô lưu giá là 1.500.000. Rồi, tiếp theo là cây số 10. Cũng là một cây dáng bay nữa cô chú anh chị. Đó, lô này của em này dáng bay nhiều cô chú anh chị. Đó, đủ dáng thế hết cho cô chú anh chị mình lựa chọn. Rồi. Dạ, em xin đo chiều bay của nó. Dạ, chiều bay của nó là 1m2 cô chú anh chị. Chiều bay nó là 1m2. Dạ, hoành của nó là 43. Dạ, hoành nó là 43. Dạ, đường kính bầu nó là 55. Đó, cây dáng bay cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, em xem dòng của chú anh chị mình xem tham khảo. Dán bài rất là đẹp của chú anh chị. Cây nâng cây. Rồi cây số 10 này. Cây số 10 này em xin vô lưu giá là 1.800.000. Cây số 10 em xin vô lưu giá là 1.800.000. Dạ, em bao ship toàn quốc. Dạ, em quay nhà âm thanh ánh sáng có gì sơ sức mong cô chú anh chị góp ý đem lần sau em chỉnh sửa của chú anh chị. Rồi tiếp theo là cây số 11. Cũng là một cây bài nữa nghe cô chú anh chị. Rồi, em xin đo chiều bay của nó. Dạ, chiều bay của nó là 75. Chiều bay nó là 75. Dạ, hoành của nó tại chí này là 44 của chú anh chị. Hoành nó là 44. Dạ, đường kính bầu nó là 50. Đó, cây này có cái củ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, có cái củ rất là đẹp luôn. Cây dáng bay rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tùng lô dáng bay đẹp không à. Nhiều loại cho cô chú anh chị mình lựa chọn. Rồi cây số 11 em xin vô lưu giá là 2 triệu. Cây số 11 em xin vô lưu giá là 2 triệu. Rồi đổi cây.
Em có 17 Polykema của chú anh chị. 3 13 cây ngâu, 3 cây ngâu, 2 cây mai tứ quý. Ủa, 1 cây mai tứ quý, 1 cây mai vàng của chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây số 12. Dạ, chiều bay của nó. Dạ, chiều bay của nó là 1m02 của chú anh chị. Dạ, chiều bay nó là 1m02. Dạ, hoành của nó là 44. Hoành nó là 44. Dạ, đường kính bầu nó là 55. Đó, cây số 12. Lô này dáng bay đẹp không của chú anh chị. Dáng bay rất là đẹp luôn của chú anh chị. Rồi, cây số 12 này em xin giao lưu giá là 2 triệu. Cây số 12 này em xin giao lưu giá là 2 triệu. Đây, giờ tiếp theo là cây số 13. Anh chị em nào có xem clip cây số 13 này, cây số 11 dưới số 1 là một cặp của chú anh chị. Đó, cặp rất là đẹp luôn của chú anh chị. Và chiều bay của nó là 60. Hình trực của nó là 30 của chú anh chị. Và hoành của nó là 72. Hoành một thân của nó là 52 của chú anh chị. Đường kính bầu nó là 60. Rồi, em xem dòng của chú anh chị mình xem tham khảo. Cây lùng dáng thú rất là đẹp luôn chú anh chị. Để. Rồi, cây số 13 này em xin giao lưu giá là 2 triệu. Cây số 13 này em xin giao lưu giá là 2 triệu. Và tiếp theo là cây số 14. Cũng là một cây bay nữa nghe cô chú anh chị. Rồi, và chiều bay của nó là 93. Chiều bay nó là 93. Và hoành của nó là 45. Đường kính bầu nó là 60. Đó. Cũng một cây bay đẹp nữa nghe cô chú anh chị. Đó. Dáng bay rất là đẹp nữa nghe cô chú anh chị. Cái bể đó là sao nha? Bể này nè. Nó liền, sắp liền. Nó liền nghe cô chú anh chị. Đây, đây. Kéo da hết rồi cô chú anh chị. Rồi, cây số 14 em xin vô lưu giá là 2 triệu. Cây số 14 em xin vô lưu giá là 2 triệu. Rồi, đổi cây. Tiếp theo là cây số 15. Thế là cây số 15. Rồi, em xin đo chiều cao của nó. Dạ, chiều cao nó là 50. Dạ, cành phóng nó là 50. Dạ, hoành nó là 48, hoành 48. Dạ, đường kính bầu nó là 55. Rồi, em xem dòng của chú anh chị mình xem tham khảo. Cây số 15 của chú anh chị. Cây số 15 này cũng rất là đẹp luôn chú anh chị. Rồi, cây số 15 này em xin giao lưu giá là 1.900.000. Cây số 15 này em xin giao lưu giá là 1.900.000. Rồi, đổi cây. Em có 17 Polykema của chú anh chị. Rồi, giờ tiếp theo là cây số 16. Dán bài mà có đế đẹp không nghe của chú anh chị. Và chiều bay của nó là 90. Và chiều bay nó là 90. Và hoành nó tại vị trí này là 38 của chú anh chị. Và đường kính bầu nó là 50. Rồi, cây số 16 này em xin giao lưu giá là 2 triệu. Cây số 16 này em xin giao lưu giá là 2 triệu. Rồi, em xem dòng của chú anh chị mình xem tham khảo. Dán bài của chú anh chị. Rồi, cây số 16 này em xin vô lưu giá là 2 triệu. Thì số điện thoại lưu em là 0347 382874. Dạ, tới mấy cây, em có 3 cây ngâu của chú anh chị. 3 cây ngâu cũng rất là quái đẹp luôn của chú anh chị. Đây, một cây ngâu bay của chú anh chị. Em xem dòng của chú anh chị mình xem tham khảo. Rồi. Dạ, cái chiều bay của nó là 95. Chiều bay nó là 95. Dạ, cái hoành của nó tại chiến này là 35 của chú anh chị. Hoành nó là 35. Đo cái nồi đế của nó. Dạ, nồi đế của nó là 130. Nồi đế 130. Dạ, cái đế sổ nó là 30 của chú anh chị. Đường kính bầu nó là 60. Dán bài của chú anh chị. Ngâu hoa vàng.
Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đây, gắn bài. Để sổ rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi cây số 17 em xin vô lưu giá là 3 triệu. Cây số 17 em xin vô lưu giá là 3 triệu. Cây ngâu số 17 em xin vô lưu giá là 3 triệu. Dạ cây số 18. Rồi em xin đo chiều cao nó. Dạ chiều cao nó là 150 của chú anh chị. Phơm ngang của nó là 90. Dạ hoành nó tại trí này là 37 của chú anh chị. Rồi cái cũ nữa là 43 của chú anh chị. Đây, xét về đấy là 53. Và đường kính bầu nó là 60. Đó, đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, cốt cành này. Thân lắc cây này ngâu này rất là già rồi cô chú anh chị ơi. Rồi cây ngâu số 18 em xin vô lưu giá là 4 triệu. Cây ngâu số 18 em xin vô lưu giá là 4 triệu. Rồi đổi cây. Rồi, tiếp theo là cây số 19. Đây cũng là một cây ngâu dáng trực lắc nha cô chú anh chị. Đó, cây ngâu dáng trực lắc cốt cành lớn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ở dưới rồi xù hết nha cô chú anh chị. Đây, ở dưới này thì xù hết rồi. Rồi, em xin đo chiều cao của nó. Dạ chiều cao nó là 115. Đây, đo cái hoành của nó tại vị trí này. Hoành nó tại vị trí này là 29 nha cô chú anh chị. Cái cục xù của nó. Dạ cục xù của nó là 45. Dạ đường kính bầu của nó là 50. Đây. Cái cốt cạnh của nó là 16 nha cô chú anh chị. Cốt cạnh nó là 16. Đó, dáng trực lắc trực danh nhân người rất cũng rất là đẹp luôn chú anh chị. Đó cốt cành xù, anh quay cái cục xù cho chú anh chị xem em ơi. Nó già quá lên cái cục xù của chú anh chị. Đó, già quá lên cục xù rất là đẹp luôn của chú anh chị. Rồi cây số 19 em xin vô lưu giá là 2.500.000. Cây số 19 em xin vô lưu giá là 2.500.000. Rồi đỡ cây. Đây, tiếp theo là cây số 20. Số 20 là một cây mai vàng nha cô chú anh chị. Rồi, em xin đo chiều cao của nó. Dạ chiều cao của nó là 52. Dạ hoành của nó là 46 của chú anh chị. Hoành nó là 46. Dạ nồi đế của nó là 122 của chú anh chị. Đây, xù xù cốc nha cô chú anh chị. Đây, ngoài cái nước xù. Đây, hẳn gài. Nó lên lên mầm rồi cô chú anh chị. Nó xù cốc. Đó, đang lên xù cây này rất là già cây luôn của chú anh chị. Đây đang lên xù cốc rất là đẹp luôn của chú anh chị. Đó, đang lên nè. Đế cũng rất là đẹp luôn của chú anh chị. Đây máy mắt mầm này đâm trời hết đây của chú anh chị. Đó, đây đâm trời hết rồi. Cây rất là khỏe cây luôn. Rồi cây số 20 này em xin vô lưu giá là 2.700.000. Cây số 20 này em xin vô lưu giá là 2.700.000. Rồi đổi cây. Rồi, tiếp theo là cây số 21 là một cây mai tứ quý của chú anh chị. Dạ cây cú líp và cây lê cây mai lớn. Rồi cây số 21 là cây mai tứ quý của chú anh chị. Cây mai tứ quý tàn. Rồi em xin đôi. Dạ chiều cao của nó là 3 mét của chú anh chị. Phơm ngang của nó là 2 mét hơn. Phơm ngang là 2 mét hơn. Dạ hoành nó là 33. Dạ củ đế nó là 80. Dạ đường kính bầu nó là 60 của chú anh chị. Dạ độ thoát thân hai thân của nó là 40. Còn tới tới cái cốt cành này là 1 mét của chú anh chị. Đó, em xem vòng cái củ đế rất là đẹp luôn của chú anh chị. Nó tàn tròn. Tứ quý của chú anh chị ơi. Đó đế rất là đẹp luôn, anh quay đế cho cô chú chị xem giùm em. Đây. Đế nó rất là đẹp luôn chú anh chị. Đế còn nhiều lắm của chú anh chị. Đó, đế còn dày trong này hết nè cô chú anh chị. Đó, đế này còn dày trong này hết nè cô chú anh chị. Rồi, cái mai tứ quý này em xin vô lưu giá là 4 triệu. Cái mai tứ quý này em xin vô lưu giá là 4 triệu. Em bao ship toàn quốc. Rồi, đổi cây. Để số điện thoại lưu của em là 0347 382874. Và em tin thoại mở cái sách sóc trăng. Rồi, dẹp cái ghế ra đi. Hồi mình quay vòng cho cô chú anh chị xem. Rồi,
Cây lê kima là cây số 22 của chú anh chị. Rồi cây số 22 là cũng là cây cú líp nghe của chú anh chị. Rồi khi đo chiều cao nó, dạ chiều cao nó là 90. Đo cái cành phóng của nó, dạ cành phóng của nó là 80 của chú anh chị. Cành phóng là 80. Em đo cái tổng cái hoành của nó, dạ tổng hoành của nó là 122 của chú anh chị. Tổng hoành là 122. Em đo cái thân chính của nó, cây liền 100% của chú anh chị. Thân chính nó là 86 của chú anh chị. Thân chính nó là 86. Nó nồi đế, nồi đế hơn 250 của chú anh chị. Nồi đế là 250 hơn. Đó. Cái đường kính bầu của nó, dạ đường kính bầu của nó là 1m1 của chú anh chị. Đó. Quay vòng của chú anh chị mình xem tham khảo. Đây, cây này ra chi mình nuôi lên thành phẩm rất là đẹp của chú anh chị. Cây nặng lắm, rất là nặng của chú anh chị. Thì cây số 22 này cũng là cây cú líp của em. Quay vòng của chú anh chị mình xem tham khảo. Cây này lớn rất là nặng nha của chú anh chị. Đây, mấy mặt cắt này bo vô hết này của chú anh chị. Đó. Mạnh cây lắm của chú anh chị. Rồi. Rồi cây số 22 này em xin giao lưu giá là 8 triệu. Cây số 22 này em xin giao lưu giá là 8 triệu của chú anh chị. Đây. Rất là khủng cây luôn nha của chú anh chị. Đó. Số điện thoại lưu của em là 0347382874. Dạ, mong cô chú anh chị ủng hộ em ạ. À. Em có 17 phôi lê kima, 3 cây phôi ngâu và một cây mai tứ quý, một cây mai vàng của chú anh chị. Rồi, vậy mong cô chú anh chị ủng hộ em ạ. À.